nhưng mà 13 triệu đây rồi. Tha là thở. Rồi. Đó, nhóm đó ra rồi, dặn này vô. Này nó gắt con, ta phải cứng anh ơi. Mạnh, mạnh nữa. Hai cái miếng này nè. Đó, hai cái lợi này nè, để nó giữ cái hông rồi nè. Nếu cái lợi nó mòn á các bạn, mình khi mình chỉnh ở trong này là nó hở gì nè. Mà mình không biết mình kéo ra gì nó cứng ngắt cái rồi luôn, trời cứu luôn. Đó, thành ra mình chỉnh làm thay kéo ra có người vô chút xíu. Cái bộ lò xo xúc bắp này là nó yếu. Nó yếu hình ra chạy ra lớn á. Nó sẽ đụng cái tông. Nó giật là không kịp á. Khi nó hoạt động nhanh quá thì lò xo nó kéo về không kịp. Cái đó cái hiện tượng đó mình thấy là biết khi nào không, mình lên ra lớn á nó cũng xe. Cái khúc này mà thấy có hơi cái lầm như hăng hái lên các bạn ơi, chứ sáng mà nó sụi lơ hoài. Đó nó chạy nó tắt vậy đó không? Là cái bánh trớn nó đứng nó bực chứ nó không có còn trả cái bánh trớn tới lui, cái trả bánh trớn là cái máy nó mới có độ dùng độ thẳng phải không? Nó có áp suất nén, nó không bị xì. Nó bởi vì á khi qua cái động cơ này á các bạn mới thấy thực sự lợi hại của cái bộ xúc bắp. Lúc này là mình đi xuống ghe mình gáp cái máy cho anh ẩn nha các bạn. Ẩn này là cái anh mà ẩn đi bơm sình nè. Lúc trước mình có quay cái động cơ Kubota V1505 mà mình gã thành thai cốt đó các bạn, là của ông này nè. Không nhiều máy lắm, 3-4 máy vậy lận. Còn cái máy này hay nói là đúng hơn là cái động cơ này á, nó là cái động cơ chỉ ủi đi ủi cái ghe để chở mấy thằng kia đi thôi phải không anh? Nó là mà mình nói đúng hơn là gọi là phương tiện đó phải không? Cái này là nhìn ổng hình như là Yamaha SS80 phải không anh ẩn? Phải không? Để coi. Không thấy luôn các bạn ơi. Ở đây nè, đây nè, nè, nè. SS80 nè, 8.0 HP nè. Đó. Cơ này thì ngày sáng là nó chỉ ảnh kêu mình chỉnh có chút xíu rồi các bạn, ông này nè. Ông hay dụ mình lắm, ông nói nó sẽ không có gì đâu, nó bị đứt bù xong nắp cò là con này nè các bạn, đứt bù xong nó cò với nó dính cái con ốc vô đây nè. Bù lon vô cái nắp cò, nhiêu đó à, mình xuống cái mình đưa ông gắn đàng hoàng cái ông quay không chạy. Ông bắt mình chỉnh. Rồi còn dính hai xúc bắp đây nữa nè. À hai cái đũa chứ. Chỉnh hồi chạy xong cái ông trả đầu xuống quay không chạy luôn các bạn. Đó. Rồi coi lại thì nó xì xúc bắp quá trời luôn rồi. Càng ngày nó càng xì càng nhiều. Rồi sao? Rồi cũng mò nhớt rồi cho ảnh chạy đi mà ngặt cái ông này ông đi xa không, ông vô cái vùng sâu vùng xa không mà sợ một đi không trở lại. Mình ra rồi thôi. Thì mình bỏ thời gian rồi mình làm cho ảnh cũng không có gì các bạn, chỉ tiện mặt xúc bắp rồi sấy lại rồi các thứ cho nó kín lại rồi gáp vô đây. Nhưng mà sáng mà lúc là em nó lên rồi là anh với này quay nhiêu cái rồi? 5-6 cái gì mà không hơi hết chứ. Dạ, quay bỏ ăn luôn. Đó, các bạn thấy không, chỉ là xì xúc bắp thôi nhưng mà nó ảnh hưởng ghê gớm không. Đó, thì anh ảnh hỏi ảnh thì tấm ron này ảnh nói là hỏi còn thà xài được không, ảnh nói còn được. Được nè các bạn, có tấm ron nè, được nè. Nó cháy đèn thui cái dành hết trơn mà được nè các bạn ơi, lấy gì nha coi. Xong rồi. Nè. Bảo đảm cái máy này nãy dặn ra chắc nhẹ xìu luôn á. Chứ có dặn 4 bộ xong 4 ngót rồi. Như nè, nó xì hết trơn cái nè, nó có lằn ra lằn ra lằn ra nè thấy anh. Nó ta đồng ý đen nhưng mà nó không có lằn ra lằn ra nè, nó tẹt con nè. Khói nó đi phải không? Khói nó đi nè, nó ra tên, nó ra mạch nước nè.
Cái máy này chạy gió nóng, cái nóng cái tụt quần luôn đó, chứ phải chơi đâu nha. Rồi thay tấm ron TS 70 đút vô. Rồi ơi thôi lên lấy tấm ron thôi các bạn ơi. Xong rồi, không có tin lời ông này được rồi. Cái keo mỏng gì rồi đó, giờ thì có tấm ron nè các bạn. Giờ thôi sáng giờ anh mà anh làm thì nó không chạy rồi, giờ tới đàn em hay sao hả? Ừ làm đi. Hiểu không, vậy ngồi đây làm cameraman đi, là người quay phim đó. Đó cầm đừng cầm lên cái mặt cái ống kính nha anh. Cầm gì được rồi đó, anh ngồi xuống đi. Lâu lâu anh muốn nhìn thấy thì anh chấm tay vô đây cái nè. Đó thấy không, thấy cái chỗ gấp máy rồi được rồi, kệ nó các bạn. Rồi nè, bán thêm được tấm gòn nữa. Chóc máy này rồi chứ người chạy qua tới bên Nhật. Đi Mỹ rồi đúng thứ hết anh. Xúc bắp rồi các bạn. Cái máy này thì nó hơi khó gáp, có nghĩa là có hai chiếc đũa trong này luôn. Kệ đi, công anh để đây thì mình thử để hai chiếc đũa mình gáp luôn thử coi nó làm sao. Đó. Ok luôn. Đối với những cái máy động cơ khác mình gáp rất tự tin các bạn, còn cái động cơ cơ này thì nó không được tự tin mấy. Rồi tại vì người gã thì gáp nè, nãy ông gã bắt mình gáp nè. Có lẽ là người nào gã là người đó gáp luôn, khúc nào là người ta đảm nhiệm khúc đó luôn đó nha. Thôi kệ đi anh em rồi. Gáp tôi mà gáp vô chắc bơi đi chỗ khác luôn. Anh giữ cái camera cho nó vững vững cho mình nha. Ủa sao nó tắt à, hư à? Không kệ nó vẫn quay anh ơi. À, nãy anh Nẵng anh nói là anh quay phim hồi là cái máy này qua tới Mỹ là có thiệt đó các bạn. Tại vì cái súng này là của Mỹ nè, của em Tăng nó lên Mỹ gửi về cho mình nè, Nico Kay nè. Này là miễn phí đàng hoàng nha, nãy giờ chạy mức mấy đây không biết nữa, chạy mức 1 thôi các bạn ơi, mức 2 nè, mức 3 nè. Máy này là phải chơi mức 3 mới được. Power các bạn, ship vô cái nữa nè, nãy chỉ là ship đại khái thôi. Vậy là dặn tay ra là cứng đó ha. Rút ra cái đầu bò là lúc mình xả. Sao? Lôi nó ra cứng phải không? Không có, ốc cứng chứ không phải lôi cứng nha. Không có nghĩa mở bung. Kéo cái đầu bò ra nó hít dữ lắm không? Không phải. Hít phải không là nhiều khi dán keo hay không dán keo thôi anh. Dạ. Yeah. Chứ không phải là lôi ra cứng. Có cái dán keo thì lôi ra nó cứng phải không? Ờ, nó bị dính keo đó. Rồi dính luôn. Thì anh hỏi xíu gì là nó cứng hay không, ý anh ơi, bây giờ anh cầm cái đầu tiếp cái anh lại anh xíu lại giùm cái coi đó xíu coi nó cứng không nha. Không, dạ thấy chị bà Hải phải không, hãy mở ra chút xíu rồi nãy mở ra đảm bảo anh là nãy mở ra là rất là nhẹ luôn đó. Yeah. Bởi vì là nhìn tấm ron tẹt là mình biết là cái động cơ này gấp rất nhẹ các bạn. Tại vì á cái sơ mi này nè, hay nói đúng là cái xi lanh nè, là nó bằng mặt nó không có lợi. Thành ra nó rất là dễ kính, trừ khi cái sơ mi nó bị rớt mặt thôi, nó sâu hơn mặt lóc á. Còn cái này của anh đàng hoàng những xì mặt chứng tỏ là anh dặn đã bị nhẹ, hoặc là cái người thợ dặn nhẹ. Dặn nhẹ. Theo đúng ra đó là dặn ra là phải phỏng cái đồ máy lên đâu, hồi nãy phỏng cái đồ máy lên nè. Bây giờ là cameraman của mình nó lại dặn đồ lon luôn, kẹp cái máy vô cái chân quay luôn. Chúng đã chúng được nhiều chúng nha các bạn. Tranh thủ ông này biết ông gấp rồi, có hàng lính đang đợi cho nó. Thấy không? Ông quay ở đây mà hai lính tôi đụng nó mở lên nó gặp đó ha, rồi nó nói ở đây gấp bái không lo gấp lo quay phim. Làm như hàng lính ông không biết. Hàng lính ông là nó là cũng như là lính tôi. Hai lính mập đó phải không? Ừ. Hay là còn đủ hai lính mập không? Hai lính mập giọt rồi, hai lính khác nữa rồi. Chứ hả? Ông công nhận hàng lính mập đợt đó đã thật chứ. Anh khiên máy cày cày với VV1505 mà khiên hai thằng nó đánh cày cày với bà ơi xuống. Lộ dưới xìm như ột. Ừ, bự như trâu vậy đó.
Nói chung ở quê mình thì đủ nghề hết các bạn. Bơm sình là một trong cái nghề mà phải nói nó cũng thuộc dạng là cực khổ đó, chứ không phải sung sướng gì đâu các bạn. Bơm sình các bạn có tưởng tượng là bơm sình là những cái người bơm cạn, không phải đâu. Cái này lặn ở dưới sông á. Nếu mà một ngày bơm 8 tiếng là nước nó thấm vô mình 8 tiếng luôn đó. Thấy không? Ở dưới nước nó thấm vô mình đó. Nguy hiểm lắm đó, ảnh hưởng sức khỏe lắm đó. Mà tuy nhiên gì mà chén cơm manh áo thì cũng phải gắng làm thôi ha đấy. Cái phần sắm mới được chiếc xe du lịch thà, tính sắm thêm chiếc nữa. Cái gì đó, tài xế xe đó các bạn. Vô áo vô lơ rồi nhìn không ra luôn á nha, chứ không phải như ảnh giờ đâu nha. Ẩn lên xe du lịch là khác à. Đâu hả? À, cái máy trời đánh hôm trước sửa đó các bạn, hôm nay chạy ghê chưa? Thối không? Xe bánh chén dùm đây, xe bánh đài dùm coi. Trời ơi, nó tuôn luôn rồi. Cái này sao con tán này là 816 mày đọc chứ. Ồ, thấy sao sao phải không? Tính là có tua gắt đó các bạn. Còn nãy thì không có tua gắt. À. Cái này hơi khỏi nhiều. Cái này không ta chạy ra. Cái cò này là để ý nè. Khi mà anh chỉnh cái cò này thì rất là để ý nha. Tại cái cò này anh chỉnh xong rồi anh phải kéo ra chút xíu gì. Tại vì á có trường hợp nó vô hai cái nách cò này nè, nó giữ hai cái miếng này nè. Đó, hai cái lợi này nè để nó giữ cái hông cò nè. Nếu lợi nó mòn á các bạn, mình khi mình chỉnh cái trong này là nó hở gì nè. Mà mình không biết mình kéo ra gì nó cứ ngắt cây rồi luôn, trời cứu luôn. Đó, thành ra mình chỉnh làm phải kéo ra có vô chút xíu. Đó, cái này cũng vậy luôn. Chứ không có để gì được nha các bạn. Nguy hiểm lắm nha. Nó chạy là nó phải hở. Chạy là nó chạy ra chạy vô, chạy ra chạy vô tùm lum hết trơn. Đó, nó trong cái khuôn khổ này phải không? Nó nằm trong cái mức giới hạn của hai cái nẹp này nè. Đó, còn nếu mà trường hợp hai cái nẹp này nó mòn quá đi, phải không? Mà nó không giữ được cây cò này, nó chạy lệch ra gì không nè. Nó chạy lệch ra gì thì lấy cái miếng lồng đồn để vô đây chấm lại là ok nhất. Cái trường hợp đó là cái máy anh đặt bình thường chạy tốt không, khi anh bật cái máy lên nó chạy tào lao bác xế chứ, là nó đó là gỡ ra kiểm tra này lại chấm lại lấy ra lồng đồn chặn chấm như D15 gì đó các bạn thì là ok. Bây giờ thì cho nhau miếng nhớt đây đi, tại đây không có nhớt các bạn ơi. Rồi dặn cái nắp cò vô có ron nè. Giờ con là con bù lon nhớt nữa nè, bù lon nhớt lồng đèn trên lồng dưới biết không? Đó, đập biết phải không? Biết nhảy qua dặn, chắc là tôi làm khác đi ra. Dạ. Tôi làm được rồi đó. Cái khúc này mà thấy có hơi cái lồng như hăng hái lên các bạn ơi, chứ sáng là nó sụi lơ hoài. Đó, đặt lên đi anh. Đó, thấy không? Kéo vô. Mạnh vô. Chạy nói chung là chạy mấy cái động cơ nhiều siêu lanh đề giết rồi quay lại mấy máy này chán ha. Nhưng mà không phải chạy, nếu mà mua cái động cơ xe để dưới này cũng được các bạn, nhưng mà chạy giờ rồi là mất ăn mất ngủ, có nghĩa là ngủ dưới ghe không. Còn cái này thì lên bờ ngủ với vợ với con là được. Nặng không thấy gì đó, chứ không phải là không có tiền mua máy mới đâu, mà mua mới nặng dữ. Xì dặn từ từ nó mới vô anh. Đó vậy đó. Nói chứ bạn sấy xúc bách nó có hơi chứ chưa biết cái vụ mà mồi đó, không biết có giả từ nó không hả, là mồi tiếp tục. Sao anh thấy sao, tự tin không, nhóm chạy không, để coi ủ gáp vô coi quay. Không mình phải về giữ liệu trước chứ. Nè nhóm ga nè, cái tấm gòn ta chạy nè, không nhóm ga không có chỉnh tấm gòn lại nè, chạy quên nè anh ơi. Đó rồi xích vô lại, vừa phải thôi anh. Đó, anh xích cò vô rồi anh xây bánh chén lại coi nó có tua gắt hay không, nhiều khi nó bị đậu ngay trong chỗ cái tai bẻ này nè.
đó, thấy có tương lai đó các bạn. Chặn vô luôn, vô luôn đi anh, bơm mạnh mà. À, nếu như trường hợp bơm yếu thì siết dưới này trước nha các bạn, xả ở trên ra chừng nào tới hả là quay luôn. Còn mình nãy giờ mình nghe tiếng cái máy này nè, nó bơm thì nó bơm cũng mạnh rồi. À, cái vụ này kỳ à, vụ này kỳ à, lấy chìa khóa 13 triệu này lại rồi, 13 triệu đây rồi. À là thở. Rồi đó, nhóm đó ra gọi dặn này vô này, nó gắt con ta phải cứng anh ơi, mạnh mạnh nữa. Khoan khoan, coi xả cuôn nó ra rồi. Dạ. Đó rồi bắt đầu dặn này vô để thôi, lần sau mình dặn nó nhả này ra nữa, nó gãy cái co dầu này xịt vô. Đó thì ra đồ khỏi phải chỉnh nữa các bạn, coi như heo nó còn bơm cày cày luôn rồi, chỉ có cái là nó thôi không chạy thôi, là nó nãy là do nó xì xúc bắp, mà nhiều khi nó bệnh trùng bình nữa các bạn, nó xì hồi đời nào tới giờ nữa. Cái máy thì nó nhạy hay không, nó có nhiều yếu tố khác nữa các bạn ơi. Giờ sẵn đây thăm nhất anh Nắng. Ờ không thấy chưa hả? Đã, để máy ngang lại đây. Đi qua bánh chút xíu. Đó, mình qua đây luôn. Ôi ôi, như cái giống con lật đật quá. Ha ha ha. Thôi. Không miếng luôn. Không có miếng nữa, để lên đó cho nhớt đổ vô. Cho nhớt là nơi khui ra đổ vô coi. Thấy không? Nhiều khi nó hư máy cũng là một cái may mắn đó. Anh biết sao không? Hết nhớt. Không phải. Nhiều khi nó xì xúc bắp vậy đó là nó gần hết nhớt rồi các bạn, mình sửa xúc bắp mà sẵn mình phát hiện mình chăm nhớt luôn, chứ nếu mà ảnh mà không hư xúc bắp anh chạy hồi nữa hết nhớt lột dên hết trơn cái máy luôn. Thấy không? Trong cái gửi nó có cái gì đâu mà thăm mà không trắng ti luôn á. Hết luôn ha. Hết luôn đi. Chứ bán và đâu có bán nửa chai anh. Cái này bữa hổm sao lộn mới trong đi mà. Ừ, thì nó hao anh phải coi chứ. Trời ơi, nhớt như máu vậy đó anh, người ta khô máu là gọi luôn đó. Có lẽ hổm rồi chạy nó sẽ rồi. Rồi, anh đặt cái máy cho nó ngay lại coi. Ok, nghiêng bánh chút xíu. Cho nó chính xác luôn. Đó, các bạn nửa ti nha các bạn. Nửa ti là dứt được rồi. À, nửa ti là hơn nửa ti, có nghĩa là cái máy này là thâm nhất là phải dặn sát vô rồi mới dặn lên, là 2/3 ti đó, chạy được rồi đó. Bây giờ quay luôn không? Quay luôn. Quay luôn, trả số không anh? Hộp số mới hay vậy? Không anh. Lâu rồi. Mà công nhận hộp số, mà hộp số thì ngon thì các bạn, nhưng mà dặn có ốc nền không à. Nè, có gà nè. Con trước thôi, cái này làm gì? Chim. Chim gì định cho nó bạc hả? Ừ. À thấy chắc là hồi trước giờ cắt mồi không có gì phải chim vậy đó, sợ nhớt nào không ra vậy. Đó bây giờ quay lại mà chắc chạy không ai biết đâu, để thử coi. Thấy cừ cừ chắc cũng thấy cũng có lý rồi. Ờ có lý rồi, nhưng mà chưa tự tin lắm. Đứng luôn rồi, đứng đây. Nhưng mà nó chưa có đạn thì phải dừng lên ga lớn ngâm thử coi nó có đạn không. Cái máy mà nó nổ lên rồi thì coi như là nó có nổ nha các bạn, nhưng mà mình đúng như là anh Ẩn nói là có nghĩa là nó chạy nó táp tùm lum hết trơn. Đó, mà nó chạy ra nhỏ thì mình không có giữ ra nhỏ được. Đó. Rồi xích vô chứ, xích vô cho anh.
nãy mới xích tay hả? Rồi họ chạy cho lên nước nha, tại chưa có lên nước á. Rồi cái máy này thì anh chạy vụ cỏ dính á, thì anh phải ngừng lại nha, anh gỡ cỏ cho anh đừng có nẹt nha. Yeah. Anh biết tại sao không? Cái bộ lò xo xúc bắp này là nó yếu, nó yếu hình ga chạy ga lớn á, nó sẽ đụng bê tông, nó giật là không kịp á. Khi nó hoạt động nhanh quá thì lò xo nó kéo về không kịp. Cái đó cái hiện tượng đó mình thấy là biết khi nào không, mình lên ga lớn á, nó bị xe. Nó mất cái tiếng nổ, nó không có còn tròn đều nữa đó. Là trường hợp đó là lò xo xúc bắp nó bị yếu các bạn. Đó. Nó cũng ăn ý gì đó, mình nghe anh biết chứ, nó quen tay rồi. Dính cỏ rồi, không chạy ra. Ừ. Cỏ trên bờ đừng có hụ tà, nó chạy nó quá tua, lò xo nó rút về không kịp, xúc bắp đá vô bê tông gãy xúc bắp. Còn cái hơi máy thì không có máy này gì đó ha. Ok, hiện tại nó đang vậy đó. Đó rồi. Cái máy này thì coi như cũng chạy được đi, kể đi anh ơi. Có căng cái vàng thì nó không có đâm bao ngày, nó quẻo còn bền màu hà đó còn bị đâm à, mà thôi kệ đi à, miễn nó chạy được là mừng rồi anh rồi, chứ rồi, sáng rồi. Quay hoài nó không chạy đó anh thấy khổ không đó. Bây giờ anh quay, anh để cái nhỏ anh quay lại cái vừa thôi nha đó, quay vừa thôi đó, vừa đó. À, rồi anh quay cũng vừa thôi, quay nãy quá trời dữ rồi. Yeah. Ừ, dữ quá dữ rồi. Buông. Vì nó thiếu áp sức nén anh. Tại xúc bắp nó không kín. Kể cả cái này là lúc anh mặn cái xúc bắp này nó không kín luôn. Hồi đó đó nó chạy nó tắt vậy đó không? Là cái bánh trớn nó đứng một cái bực chứ nó không có còn trả cái bánh trớn tới luôn, cái trả bánh trớn là cái máy nó mới có độ dùng độ thẳng phải không? Nó có áp sức nén, nó không bị xì. Nó bởi vì á khi qua cái động cơ này á các bạn mới thấy thực sự lợi hại của cái bộ xúc bắp. Cái này bà nước làm cho heo dầu lại ngon lành là chị thôi. 80 á, cái bánh đà nó nặng, chạy cái lực nó có đó, chứ không phải chơi đâu. 80 so với 70 là đã hơn đó. À, tại vì cái máy này mình không dám hụ lắm nha các bạn. Thứ nhất là yếu là so thức bắp, thứ hai nữa là nó chưa có nước. Ừ. Nãy giờ là anh em quay chứ chưa có nước, nhưng rồi, mà xi lanh bê tông bạc nó lỏng rồi đó, thành ra bây giờ là nó mình chỉ bổ sung cái bộ mà xúc bắp. Anh mới thấy nãy giờ thấy xúc bắp là bao lâu anh nhớ không? Có khoảng tiếng mấy hai tiếng à. À, tại vì nó mình không có đóng chén các bạn, mà nó gỗ quá mình phải sấy cho nó ăn mặt rồi mình hạ miệng nữa, rất là công phu. Nếu mà ai nói mà sấy xúc bắp, cái bộ xúc bắp mình này mà sấy chừng 15 phút hoặc là nửa tiếng mà nó kín mà được như gì ha, là không thể các bạn, tại vì nó đã quá tệ. À, mình đã cố gắng lắm, nhưng mà anh Ẩn thì cũng như là cái chỗ em biết là ổng biết cái tật làm của mình rồi, nó lâu nhưng mà gắng kiên nhẫn ngồi chờ, không có la nhưng mà vô chạy vậy là thấy là hài lòng rồi, rồi. Phải không? À. À, bữa nay mới thấy sự lợi hại của xúc bắp nghe anh. Rồi cái tay quay của ai? Của tôi. Yeah. Rồi xong rồi đó anh ơi, cảm ơn. Cái đó bữa nào rảnh là tôi vô anh làm à. cái da lại cho nó chạy về da thì ngon rồi lại đặng vô số rồi cho nó ngon coi ha, đặng cho đập đồ này kia ăn vô số cho nó nhẹ nhàng đồ này kia. Bữa bữa nào bữa mình trả ra xuống hết thì nó cũng còn ga anti rồi lay gai chứ. Giữ cái mức ga lại mình khỏi cầm tay buông ra, nhiều khi á cái máy chạy được ha. Cái động cơ chạy được là khi nào anh để cái mức ga đó, anh lên ga lớn rồi anh buông lại, ga nhỏ nó vẫn giữ được nha. Ừ, giữ được à, chứ không phải là nó, anh lên ga lớn, anh buông xuống cái là nó đi luôn. Chú ga nhỏ, thí dụ bây giờ mình chỉnh ga nó hơi bự, để đó phải không, chả bông no là này mở gì là kia nó tắt. Không, nhưng mà nó cũng hay anh, lỡ mình chạy có lũi hay gì là tự động nó tắt anh. Rồi, vậy ok. Chịu gửi anh ơi, nó chân chăm gửi anh. Có tiền là gút tỉa hoài vậy đó. Trăm rưỡi là thối lợi nhiêu anh? Còn anh muốn thối nhiều là thối đi. Vậy ha. Tôi không biết đâu. Rồi rồi. Trăm rưỡi đưa 500 muốn. Nãy mình tính tiền rồi. Nhưng mà anh nói tính tiền cho nhớ này chưa các bạn? Trời ơi đã không? Tại vì cái mối lái mình làm quen nó sướng đó các bạn. Nhiều khi là quên là mấy anh nhắc hà.
Là số mình nhiêu hả anh Đặng? Số mình nhiêu là nhiêu phải không? Ở quê mình làm nó thoải mái lắm các bạn, không phải lo nhiều. Dư tiền nhiều khi thối dư rồi mấy anh còn trả lời mình nữa đó. Có luôn đó. À, nãy giờ quẩn đãi tại vì chờ thợ chứ cũng gấp dữ lắm mà nha. Chắc này quay khỏi bé hay gì đây. À, các bạn. Sao? Đủ lực không? Rồi thử lỗ mình đang nha.